Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin thời tiết biển ngày 29 tháng 12. Thưa quý vị, cơn áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Nopten đã hoàn toàn suy yếu, nên trong hôm nay, tình trạng và thời tiết tại khu vực giữa Biển Đông đã trở lại ổn định. Tại đây chỉ còn gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, biển không động nên đã thuận lợi hơn cho các hoạt động trên biển của tàu thuyền. Tuy nhiên, thời tiết biển ở các vùng biển ven bờ cũng như trên khu vực Bắc Biển Đông vẫn đang diễn biến xấu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và sáng mai, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, trong đó bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ trưa chiều mai, không khí lạnh dần ổn định nên gió Đông Bắc sẽ bắt đầu có xu hướng giảm hơn. Đến khoảng ngày 30, tại Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, gió còn mạnh khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sẽ còn duy trì cho đến tận những ngày cuối tháng 12. Biển động sóng cao từ 2 cho tới 4 mét. Ở phía nam, khu vực giữa và nam Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh đến cấp 4 đến cấp 5. Sóng biển có lúc cao trên 2 mét. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Quý vị bà con vừa cùng chúng tôi điểm qua những xu thế thời tiết đáng chú ý hiện nay và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trở lại nên trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc sẽ tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển còn động và sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét nên vẫn sẽ gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cũng còn duy trì với cường độ khoảng cấp 5 đến cấp 6 và sóng biển có lúc cao gần 3 mét gây biển động. Trời sẽ còn nhiều mây vào đêm và sáng khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Ở phía nam khu vực có lúc có mưa rào nhẹ. Từ ngày 31 trở đi khi mà khối khí lạnh ổn định và suy yếu dần, tình trạng biển nơi đây sẽ lại ổn định và thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong những ngày tới, thời tiết và tình trạng biển sẽ diễn ra không mấy ổn định. Gió trên biển sẽ duy trì cường độ mạnh đến cấp 6, giật trên cấp 6. Sóng biển có lúc cao trên 3 mét gây biển động. Mưa rào và dông cũng sẽ xảy ra rải rác, tập trung nhiều hơn ở vùng ven bờ nên sẽ gây khó khăn cho các hoạt động trên biển của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió Đông Bắc mạnh cũng sẽ duy trì trên vùng biển này. Tại đây, gió thường thổi với cường độ khoảng cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Thời tiết trên biển cũng không hoàn toàn ủng hộ cho việc khai thác thủy hải sản của bà con. Tại đây, mưa rào và dông sẽ còn xảy ra rải rác, trong cơn dông đôi khi còn kèm theo cả lốc xoáy và gió giật. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, dự báo trong 2-3 ngày tới, gió Đông Bắc trên khu vực cũng hoạt động mạnh ở khoảng cấp 5 đến cấp 6, tình trạng biển động. Sóng biển cũng còn khá cao. Ngoài ra, mưa dông có xu hướng tăng hơn tại các vùng biển phía Bắc, đặc biệt là vùng ven bờ, nên nhìn chung sẽ gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Chuyển sang phía Tây, đến với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tình trạng biển ổn định hơn. Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới thì trường gió Đông Bắc cũng chi phối khu vực nhưng không mạnh, chỉ đạt khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết có mưa vài nơi nên sẽ không gây nhiều khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển Vịnh Thái Lan, trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc tiếp tục thịnh hành trên khu vực với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4, trời tạnh ráo và tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết cũng như là chế độ sóng gió trên khu vực khá thuận lợi và không gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo từ nay cho tới cuối tháng thì khu vực này liên tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, nên tình trạng biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, biển còn động và sóng biển cao nên khuyến cáo các tàu thuyền hạn chế hoạt động trên khu vực này để đảm bảo an toàn.